từ ngày 22 đến ngày 31 tháng 10, đoàn công tác của tỉnh Hưng Yên do đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã tổ chức xúc tiến đầu tư tại châu Âu, cùng đi có lãnh đạo các ban sở ngành, doanh nghiệp có liên quan. Tại Hà Lan, sáng ngày 24 tháng 10, đoàn công tác của tỉnh Hưng Yên làm việc với công ty thương mại Onyx Holland Flower Pools, chuyên sản xuất, xuất khẩu giống cây hoa ly, làm việc với KP Holland, đơn vị nhân giống và sản xuất cây trồng trong nhà, công ty làm vườn và khu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Những doanh nghiệp này chuyên sản xuất kinh doanh các loại cây cảnh phổ biến tại Hà Lan và xuất khẩu sang nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Những loại cây hoa này phù hợp với nhu cầu thị trường và có khả năng sản xuất ở huyện Văn Giang. Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên đã mời các công ty về tỉnh Hưng Yên để xúc tiến thương mại và tìm kiếm cơ hội liên kết để hợp tác đầu tư. Lãnh đạo các công ty vui vẻ nhận lời và hứa sẽ về Hưng Yên để làm việc cụ thể trong thời gian sớm nhất. Buổi chiều cùng ngày, đoàn đã thăm và làm việc với thị trưởng thành phố Westland tại tòa thị chính Westland, Hà Lan. Lãnh đạo thành phố vui mừng đón tiếp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên và đoàn công tác đến thăm và làm việc. Hai bên đã trao đổi, bày tỏ quan điểm tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp hai địa phương tổ chức xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư, nhất là phát triển thị trường hoa cây cảnh. Bên cạnh đó, lãnh đạo hai địa phương cũng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý nhà nước và cải cách hành chính. Tiếp tục chuyến công tác, sáng ngày 25 tháng 10, đoàn công tác làm việc với công ty Fruits chuyên nhập khẩu các nông sản, thực phẩm. Tại đây, đoàn công tác đã giới thiệu các sản phẩm nông sản chủ lực của tỉnh Hưng Yên là nhãn, vải, chuối, cam, là những sản phẩm có thể xuất khẩu vào thị trường Hà Lan và châu Âu. Lãnh đạo tập đoàn đã nhận tài liệu quảng bá nông sản, hứa sẽ quan tâm đến thị trường nông sản của tỉnh Hưng Yên và tìm hiểu cơ chế thương mại giữa hai nước để tiến hành xúc tiến thương mại trong thời gian tới. Buổi chiều cùng ngày, đoàn đã làm việc với tập đoàn Philips là thương hiệu lớn trên thị trường thế giới với các sản phẩm ứng dụng công nghệ mới trong lĩnh vực y tế như chụp X-quang, cộng hưởng từ, chẩn đoán hình ảnh, xử lý các bệnh tim mạch, não bộ bằng công nghệ hiện đại mới nhất. Những sản phẩm này có thể ứng dụng trong các bệnh viện của tỉnh trong điều trị, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, nâng cao hiệu quả công tác khám chữa bệnh. Tiếp đó, tại Trung tâm Thương mại Đồng Xuân ở thủ đô Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, đoàn công tác tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư. Tới dự có Đại sứ quán Việt Nam tại Đức, Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Đức và Hội doanh nghiệp người Việt tại Đức, Hội đồng hương Hưng Yên tại Đức. Hội nghị thu hút sự tham gia của gần 100 doanh nghiệp Đức, doanh nghiệp của người gốc Việt tại Đức. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Văn nhấn mạnh, mục đích của chuyến công tác là mời gọi các nhà đầu tư châu Âu, đặc biệt là doanh nghiệp Đức về đầu tư tại Hưng Yên, đồng thời giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh và thành tựu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hưng Yên. Tỉnh Hưng Yên đã quy hoạch phát triển 35 khu công nghiệp tập trung với diện tích trên 12.000 ha, trong đó giai đoạn đến năm 2030, quy hoạch phát triển mới 30 khu công nghiệp với tổng diện tích gần 10.000 ha. Ngoài ra còn có 25 cụm công nghiệp với diện tích trên 1.200 ha đang được đầu tư xây dựng hạ tầng và dự kiến đến năm 2030 có 52 cụm công nghiệp với diện tích 3.000 ha. Các khu cụm công nghiệp đều được quy hoạch ở vị trí thuận lợi, tiếp giáp các trục giao thông liên kết vùng, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ hiện đại. Hiện nay tỉnh Hưng Yên đã có 10 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động với gần 1.000 ha đất sạch sẵn sàng tiếp nhận dự án đầu tư thứ cấp. Hưng Yên đang có tiềm năng và dư địa lớn để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài. Trước đó, đoàn công tác tỉnh Hưng Yên đã thăm và làm việc với cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Berlin.